Mình xin chào các bạn. Thì hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn làm một chiếc bàn phím cơ custom, tức là bàn phím cơ tự chế như của mình hiện tại các bạn đang thấy. Đây là chiếc bàn phím cơ mà mình vừa mới hoàn thành trong tuần trước. Bây giờ mình sẽ chia sẻ phương pháp làm. Mọi người thấy thấy chiếc bàn phím cơ này nó chỉ có một số nút rồi. Ở đây là có 22 nút. 2, 3 thì mình không được. Chỉ có ESC 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tab, Q, V, K, E, R. V, A, S, D, F, G, D. Control, Alt, Spark. Phím cách. Ở đây mình dùng đến 3 loại switch cho một cái bàn phím cơ rất nhỏ này. Đó là Blue, Brown này. Blue. Và Red switch cho phím quy với kép bây giờ đây ra switch. Tại sao mình lại dùng đến 3 loại switch cho chỉ một cái đó? Tại vì mình mua nó số lượng switch nó ít thôi để dùng chế, trong đó có brown với cả blue. Nó tương blue thì có những tách nghe rất đã tai, brown thì phím nó không có, hầu như không có phím cách, không có tiếng tách tách click kia. Còn phím dép thì không có tiếng gì cả, nhưng mà chơi game thì sướng hơn. Mình dùng cho bốn phím là Q với kép R. Đây mình sẽ show cho bạn xem về cái mạch bên trong khi mình làm xong. Mọi cái đều mình cắt tầm hết, che gỗ các kiểu. Đây là cái bo mạch chủ, mình dùng từ một cái bo của bàn phím thường ấy. Rồi, bây giờ để làm được cái bàn phím cơ thì mình cần những gì? Mình cần những gì? Trước tiên là cái bo mạch chủ đây. Cái này mình lấy từ cái bàn phím của Fullhand ấy, bàn phím cơ, à bàn phím phím thường ấy, để mình thử tìm phím chơi game Fullhand. Đâu rồi, mình chơi, tìm chơi game Fullhand. Rồi, đây. Mạng có thể rất yếu. Mình chưa nhận. Máy của mình hiện tại đang bị chậm giật. Bàn phím Fullhand. Bàn phím này có hay có quả nét ấy. Bàn phím từ quả nét. Đây hình như là đây, bộ này đây. Đúng rồi, đây cái bàn phím này. Mình dùng cái bo này lấy cái bàn phím này đây. Cái thứ hai mình cần đến là cái switch. Đây switch đây, đây có 3 loại. Không rác. Red, Blue và Brown. Đây hiện tại mình đang cầm ba con switch. Cái thứ ba là phít đồng mà cái thứ ba mình là keycap. Keycap dùng để gắn gắn vào cái này khác hoàn toàn, keycap này khác hoàn toàn so với keycap ở trong bàn bình thường nha. Ở đây nó có cạnh là bốn chân để có thể gắn vào switch. Để mình thử gắn nhé. Mình gắn vào con blue, gõ cho nó sướng. Rồi, tiếp theo mình cần đến phít đồng. Phít đồng.
cái đường này để mình vẽ mạch lên và sau đó gắn switch lên, rồi nói chung là làm thế nào đấy để cho nó chạy được. Nó là cái đây, tiếp theo mình cần đến dây điện, dây nhỏ này. Dây như vừa xong mình ấy, dây nối mạch, dây quang mạch. Cái tiếp theo nữa mình cần đến là mỏ hàn, tất nhiên là phải có mỏ hàn thì mình làm được. Cái nữa là mình cần đến là mũi khoan, ở đây mình cần mũi khoan 0,7 ly và thông số tiếp theo mình sẽ để trên dưới video. Và cái không thể thiếu ấy là lương thực, tất nhiên là lương thực rồi, mình cần phải ăn chứ. Ok rồi, giờ để có thể làm được thì mình cần phải có mạch in. Đây mạch in mình đã vẽ và hiệu chỉnh, mọi người phải khoan đúng sao cho đúng tâm của, chẳng hạn như ở đây tâm nó đâu, đây tâm đây thì phải khoan sao cho đúng tâm, khoan lệch tí là hỏng, là phim nó sẽ bị lệch. Đây lỗ này phải khoan đúng tâm, lệch tí là nó sẽ bị phim nó lệch lệch hơi lệch lệch tí. Chẳng hạn như nhìn các bạn có thể nhìn thấy là cái phím cách của mình nó hơi lệch, hơi hơi lệch nhỉ. Rồi rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sao để có thể câu mạch được sau khi in cái này vào. Ở đây mình đã đánh số cụ thể các cái chân ở đây rồi, đây có 8 chân x và 17 chân y, 14 chân y. Đây cái này là có 26 chân, 26 chân các bạn đấy, từ trái qua phải là từ 1 đến 26. Thì các bạn mình sẽ cho các bạn số thứ tự để hàn vào chân, hàn vào đâu, chẳng hạn chân 1 này sẽ hàn vào vị trí nào. Đây một, đây chân 1 đây sẽ hàn vào vị trí mà mình đã chỉ này, và chân 2, chân 3, chân 4 thì không hàn được rồi, chân 5, chân 6, chân 7, chân 8. Tất nhiên là hàn, kinh nghiệm hàn thì các bạn cũng sẽ phải tự biết hàn thì mới hàn được, còn không thì rất khó, mình không thể dạy được. Trên mạng có rất nhiều hướng dẫn. Đây, khu vực này là có 14 chân tiếp theo, thì mình cứ đếm theo thứ tự thôi và mình sẽ cho sơ đồ cụ thể. Cái tiếp theo nữa là mình cần tạo được một bộ khung. Đây bộ khung này thì mình chế hoàn toàn bằng gỗ, tại vì mình thiếu gỗ nên là mình thiếu gỗ nên là mình thành phải ghép lại các cái mảnh nhỏ với nhau thôi. Khoan làm sao cho dây này ra để phải chỉnh được 2 chiều, chỉnh được chiều này thì mình để nó đỡ vướng. Cái cần nữa là mình cần đến các cái dụng cụ để hàn cơ bản như là thước và nhựa thông. Đây là phím Q, đây là phím kép này. Cái này mình mất thời gian, rất nhiều thời gian để có thể vẽ được, vì mình không có thông số cụ thể của các chân này nên mình phải mò, mình mò để ra được cái thông số của chân này. Vẽ được rồi mình phải hàn ra nhiều cái để hiệu chỉnh lại, lệch một phát là hỏng luôn cả toàn bộ cái bàn phím. Đây là sản phẩm mình đã hoàn thành trong khoảng đến hơn 1 tuần thì mình vẽ xong. Từ còn ý tưởng thì mình ý tưởng từ rất lâu rồi, nhưng mà do thời gian đó mình chưa có kinh phí để thực hiện. Nhìn cái bộ phím này nhìn tưởng rẻ thôi nhưng mà cũng không rẻ đâu, mỗi cái phím này là mình dùng của Gateron Switch, không phải là bùn, không phải là Cherry, vì mình vẫn mới bắt đầu làm nên là mình cần phải có kết quả khả quan đã rồi mình mới dùng đến Cherry sau. Mỗi phím này là khoảng 10k,
Chỗ này có 22 phím là đã mất khoảng hơn 200k rồi. Và cái keycap này này, mình mua bộ keycap này loại rẻ không là đã 150k một bộ 104 phím này rồi. Còn nếu không bạn có thể mua lại ngon hơn, nhưng mà tốt nhất là mình dùng để chế cháo này, mình dùng chế cái này để mình cầm đi chơi ấy, thì nó sẽ, bởi vì bản chất là mình cũng có một bộ phím cơ đây, phím cơ của mình đây, của Funhand, nhưng mà thực ra cái phím này nó nặng, mình không thể cầm đi đâu chơi được, cầm đi chơi nó nặng, nó kín ba lô, nó nặng, lúc đeo nó cũng mệt, là mình nghĩ tưởng luôn là chế cái này dùng cho nó sướng, mà bấm không cũng sướng. Đây mình thử mấy. Và tất nhiên là mình vẽ mạch này mình có để thông tin bản quyền và tên của mình trong đấy, thì mọi người khi làm thì nên giữ lại bản quyền của mình, thì mình đã mất thời gian để vẽ. Mọi người nếu mà thích, nếu mà không thích thì mọi người có thể dùng Photoshop để xóa cái này đi, nhưng mà tốt nhất là mình nghĩ là đã là thông tin bản quyền thì thông tin tác giả thì mình nên tôn trọng. Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thích thì hãy like và chia sẻ video của mình cho mọi người cùng đam mê chế cháo, cùng có thể làm thực hiện được. Mình thời gian tới mình sẽ vẽ thêm một số mạch nữa để chơi, như kiểu là mạch bàn phím tay game 4 nút này, mạch chơi 4 phím đều hướng lên xuống trái phải, hoặc là mạch có các phím lên xuống trái phải để chơi game Audition các kiểu. Mình cũng hay thích chế cái này, nó nhỏ gọn mà nó dễ cầm đi, đi đâu cầm nó cũng, mọi người cũng nhìn thấy cũng lạ lạ mà cũng thú vị tí. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi, chào bạn.